121 天, ngày 121. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Có điều, loại phương pháp học này hiệu quả quả thực cực kỳ tốt. 不过这种学习方法效果确实非常好。 不, 过, 这, 种, 学, 习, 方, 法, 效, 果, 确, 实, 非, 常, 好。 不过这种学习方法效果确实非常好。 不过这种学习方法效果确实非常好。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đâu có, chỉ biết nói một chút. Nà lì, chỉ huy suy y tiền. Học tập lẫn nhau. Khu xiang xuế xí. Người bản địa Quế Lâm. Quế Lín bản địa nhân. Nếu bạn thời gian dài lưu lại Việt Nam. Nếu bạn thời gian lưu tại Việt Nam. Tìm thấy hội quán tam thế rồi. Tìm thấy hội quán tam thế rồi. Đừng khách sáo với mình nữa. 不要再跟我客气了。别再跟我客气了。 Hai vị xin đợi chút. 两位请稍等。 Chất lượng cũng không tệ. 质量也不错。 Cà phê trà xanh và cappuccino. Lưu trà cà phê và cappuccino. Vị rất tốt, rất thơm. Vị đạo hẳn hảo, hẳn xiang. Chỉ lớn hơn mình 2 tuổi. Chỉ bí wo da 2 suy. Nhận điện thoại một chút. Chia yi xia điện thoại. Không có việc gì đâu. Mấy sự de. Mấy sự de. Về đến nhà. 回到家. Lúc nào về lúc đó đi. 什么时候回来什么时候去. Bye bye. Bye bye. Vừa rồi là. 刚刚是. Cứ luôn nói tiếng Trung. Y chí sô trung vấn. Học sinh. Xuế sẵn. Từ lúc vừa bắt đầu đã học như vậy rồi. Cũng y khai sử dụ trẻ dàng xuế lợ. Sớm đã quen rồi.
早就习惯了。phương pháp học này, 这种学习方法, hiệu quả quả thực cực kỳ tốt, 效果确实非常好。